Thôi. Một lần nữa, các vận động viên sẽ trình diễn cơ thể tự nhiên nhìn từ mặt trước và mặt sau. Cơ thể tự nhiên nhìn từ mặt trước, bắt đầu. Thôi, cơ thể tự nhiên nhìn từ mặt sau. Sau đây, các vận động viên sẽ thực hiện 7 tư thế quy định. Tư thế thứ nhất, bắt đầu. Thưa quý vị, kỳ thi đầu tiên của vận động viên thực hiện nhằm phô diễn sự phát triển cơ chỉ động cánh tay nhìn từ phía trước. Tư thế thứ hai. Ở tư thế thứ hai, các vận động viên của chúng ta sẽ thực hiện để phô diễn sự phát triển cơ nhu động nhìn từ phía trước. Ở trên thế này, các vận động viên cũng sẽ được các tập viên của đội tuyển tài các đánh giá sự phát triển các nhóm cơ chính mặt trước của các vận động viên. Tư thế thứ ba. Khi các vận động viên thực hiện tư thế thứ ba của bài quy định cho liên đoàn trên thế giới đã ưu tiên quy định dành cho tất cả các vận động viên, đó là lúc chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng sự phát triển về cả lực của các vận động viên. Tư thế thứ tư. Các vận động viên của chúng ta thực hiện tư thế thứ tư nhằm phô diễn sự phát triển cơ nhị đầu cánh tay, còn gọi là cơ tay trước, nhưng nhìn từ phía sau của các vận động viên. Tư thế thứ năm. Ở tư thế thứ năm, khi các vận động viên thực hiện, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng sự phát triển cơ linh động của các vận động viên mà qua các trường tập luyện đã đạt được. Đồng thời ở tư thế này, các vận động viên cũng sẽ được đánh giá sự phát triển các nhóm cơ mặt sau như cơ mông, cơ đùi sau và cơ cẳng chân của các vận động viên. Tư thế thứ sáu. Tư thế thứ sáu của bài quy định. Các vận động viên thực hiện nhằm phô diễn sự phát triển cơ trang đầu cánh tay, còn gọi là cơ tay sau của mình. Và cuối cùng, tư thế thứ bảy. Thưa quý vị, tư thế cuối cùng của bài quy định là tư thế rất khó để có được sự hoàn chỉnh cho phần biểu diễn. Bởi đây là tư thế nhằm phô diễn sự phát triển các cơ mũi bụng và cơ đùi của các vận động viên. Vâng, kính thưa quý vị, phần trình diễn 7 tư thế quy định vừa rồi của các vận động viên cũng đã khép lại vòng 1 vòng chung kết của các nam vận động viên có trọng lượng đến 75 kg. Mời chúng ta sẽ được hướng dẫn các vận động viên trở vào vòng 1 để chuẩn bị cho vòng 2.